đông quý. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho chương trình Bé Vui Đón Tết của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các con học sinh yêu quý, theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống hàng năm của nhân dân Việt Nam ta từ hàng ngàn đời nay. Đó là món quà tinh thần sâu sắc của mỗi người dân Việt Nam, là thời điểm giao thừa giữa năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến. Giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây, Tết Nguyên Đán của Việt Nam từ buổi khai thiên lập địa đã tiềm tàng những giá trị nhân văn, thể hiện mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên. Cứ mỗi dịp Tết đến, dù ai có đi xa bất cứ nơi đâu cũng đều mong muốn sớm được trở về sum họp bên gia đình để ôn lại những chuyện vui buồn trong năm cũ. Đồng thời, Tết còn là dịp của tất cả mọi người Việt Nam ta tưởng nhớ và tri ân tổ tiên nguồn cội. Hôm nay, hòa chung không khí của cả nước hướng tới Đại hội Đảng các cấp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón xuân Quý Mão. Trường Mầm Non Phường Tây Đội long trọng tổ chức chương trình Bé Vui Đón Tết năm 2023 nhằm giáo dục truyền thống cho các con, tạo cho con có thêm nhiều niềm vui khi về nghỉ Tết cùng gia đình. Đồng thời, thông qua chương trình này cũng thể hiện công tác phối kết hợp giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh, giữa giáo viên với cha mẹ trẻ và sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền địa phương về công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Về dự chương trình Bé Vui Đón Tết hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lợi, bí thư đoàn phường cùng các đồng chí ban chấp hành, cùng các đồng chí ban chấp hành đoàn phường Tây Đội đã về dự để yêu nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thụy, đại diện câu lạc bộ thiện nguyện Thanh Lâm đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Trần Thị Yến, hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Lê Thị Hải, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng các ông bà, cùng các cô giáo trong trường mầm non phường Tiến Đội để yêu nghị nhiệt liệt chào mừng. Về ban đại diện cha mẹ học sinh, xin trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Phúc, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, bà Trần Thị Hân, phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, ông Nguyễn Văn Châu, ủy viên ban đại diện cha mẹ học sinh để yêu nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, mở đầu chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Trần Thị Yến, hiệu trưởng nhà trường, lên phát biểu khai mạc chương trình Bé Vui Đón Tết năm 2023. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cô giáo, các con yêu quý, mùa xuân đã về khắp mọi nẻo đường, đâu đâu cũng nồng nàn sắc màu rực rỡ và hương vị ngọt ngào của giai điệu mùa xuân. Mùa xuân Quý Mão năm 2023, mùa khởi đầu của sự đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo nên cuộc sống kỳ diệu hơn, tươi đẹp hơn. Trong thời khắc tuyệt đẹp này, trường Mầm Non Phường Tiên Nội long trọng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Bé Vui Đón Xuân Tết Nguyên Đán Xuân Quý Mão năm 2023. Nhân dịp đầu xuân mới, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách, các cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các con luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, tích cực. Kính thưa các vị đại biểu, nhà trường ngoài việc truyền thụ kiến thức thì văn nghệ cũng là nội dung trong mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ và là sân chơi bổ ích mang đến cho các em những hoài bão về kiến thức sống trong học tập và rèn luyện, hình thành những ước mơ hoài bão của mình, nỗ lực học tập thành tài, đem hết sức mình phục vụ xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp. Buổi liên hoan văn nghệ đầu xuân Quý Mão năm 2023 của trường Mầm Non Phường Tiên Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các con có thêm sự ấm áp, trọn vẹn và cảm giác ý nghĩa hơn. Kính thưa quý vị đại biểu khách, trong buổi ngày hôm nay, tôi rất vui mừng phấn khởi vì sự có mặt và ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của bà Vinh Tinh Thị Phúc, bà Trần Thị Hân, thường trực ban đại diện cha mẹ học sinh, bà Nguyễn Thị Lợi, bí thư đoàn phường Tiên Nội,
cùng các đồng chí bí thư đoàn phường, các đồng chí ban chấp hành đoàn phường, ban chấp hành chi đoàn nhà trường sự có mặt ủng hộ của chủ trì Thích Thanh Minh, của chủ trì của trường Nguyễn Đoài, của chủ đoài tổ dân phố Nguyễn Đoài, nhóm thiện nguyện Thanh Tâm. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa nhân dịp đầu năm mới, nhà trường thay xin kính chúc các vị đại biểu khách, các nhà hảo tâm luôn mạnh khỏe, hạnh phúc thành công, vạn sự như ý, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc các con có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ và ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây chúng ta cùng đến với phần trao quà cho các cháu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các cô giáo cùng toàn thể các con yêu quý, để hướng đến mục tiêu tất cả mọi người đều được đón Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trong những ngày cuối năm này, để ai có đủ đón Tết và được đón Tết vui vẻ. Trong chương trình Bé Vui Đón Tết năm 2023 của trường Mầm Non Tiên Nổi hôm nay, nhà trường chúng tôi vô cùng cảm động được đón những tấm lòng, tình cảm chân thành, sự quan tâm đặc biệt của những nhà hảo tâm đã có những phần quà dành tặng cho các bé có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán để khích lệ và động viên cho các con. Sau đây, ban tổ chức xin mời các bé có tên trong danh sách sẽ lên sân khấu để nhận quà của các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm. Một, bé Bùi Hải Đăng, lớp B5, hộ nghèo. Hai, bé Đinh Ngọc Anh, lớp B5, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 3. Bé Phạm Minh Đạt, lớp C5, bố bị mất sức lao động. 4. Bé Đặng Gia Hân, lớp C5, cực nghèo. 5. Bé Trịnh Đăng Khoa, lớp C3, mồ côi. 6. Bé Đặng Thị Quỳnh, lớp D4, mồ côi. 7. Bé Phạm Anh Khoa, lớp D4, mồ côi. 8. Bé Nguyễn Hoàng Anh, lớp D5, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 9. Bé Hoàng Văn Hậu, lớp A2, bố mẹ bỏ rơi và ở với hai cụ. 10. Bé Nguyễn Bình Nguyên, lớp D3, mồ côi. 11. Bé Nguyễn Đức Long, mồ côi. Vâng, sau đây xin mời các cô giáo cho các con lên sân khấu theo danh sách mà ban tổ chức vừa đọc. Giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Lợi, bí thư đoàn phường Tiên Nội cùng các đồng chí trong ban chấp hành lên trao quà cho các cháu.
chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời bà Nguyễn Thị Là, Nhí Sơ Chi Bộ Tổ Dân Phố Minh Tài, đại diện hội đoàn Liên Trang Hòa Nhân Bé, xin trân trọng kính mời bà. Những hơi ấm từ trái tim để các bé đón được một cái Tết thật vui vẻ, ấm